Cuối tập trước, Tiêu Viêm đã biết được lai lịch liên quan đến Tử Nghiên và đôi cánh sau lưng, đồng thời còn thành công ngưng tụ ra được phân thân. Chỉ là cảnh giới của phân thân lại rất thấp, muốn thực lực phân thân tăng lên cần có phong lôi chi lực để rèn luyện. Trong lúc đang đau đầu vì không biết tìm đâu ra số lượng lớn phong lôi chi lực, thì Thiên Hòa Tôn giả đã lên tiếng. Lão cho biết rằng dùng năng lượng khác vẫn được. Chẳng hạn như dị hỏa trong cơ thể của hắn còn mạnh hơn phong lôi chi lực rất nhiều, nhất là Vân Lạc Tâm Viêm. Nếu có thể dung nhập nó vào phân thân thì sau này cho dù gặp phải năng lượng có thể khắc chế linh hồn cũng không cần sợ. Tiêu Viêm lại thắc mắc, Vân Lạc Tâm Viêm vốn là khắc tinh của linh hồn. Linh hồn phân thân sau khi tiếp xúc với nó không phải là sẽ bị luyện hóa luôn hay sao? Thiên Hòa Tôn giả phản bác. Vân Lạc Tâm Viêm đã bị luyện chế hoàn toàn, linh hồn của hắn chưa bao giờ bị nó phản phệ. Trên lý thuyết là có thể thành công, thế là Tiêu Viêm vẫn muốn thử một lần. Sau khi để cho dị hỏa dung nhập vào phân thân, cơ thể phân thân bị thiêu đốt và chậm rãi tan biến. Nguyên nhân là vì nhiệt độ của dị hỏa quá cao. Hắn cần giảm nhiệt độ xuống, sau đó lại tìm giới hạn nhiệt độ mà phân thân có thể chịu đựng. Cách này quả nhiên có hiệu quả, sau khi giảm nhiệt độ xuống mức phù hợp, cơ thể phân thân nhanh chóng khôi phục lại. Miệt mài rèn luyện quên ngày quên đêm cũng có được chút thành tựu, nhưng mà muốn luyện đến đại thành thì sẽ phải đợi rất lâu nữa. Thiên Hòa Tôn giả nghe xong liền tức giận, Phí Thiên tu luyện đã hơn 5 năm rồi, còn hắn thì mới tu luyện 2 tháng đã ngang cơ với lão già kia. Vậy mà còn không vừa lòng. Tính toán thời gian thì dãy núi Thiên Mộ cũng sắp mở ra. Sự kiện lớn như vậy, nơi đó chắc chắn đã tụ tập đông như kiến. Thiên Hòa nhắc nhở hắn mau chóng lên đường. Bằng không thì ngay cả chén canh hắn cũng không còn cơ hội mà húp. Đúng như những gì Thiên Hòa Tôn giả đã nói, trước cổng dãy núi Thiên Mộ đã tập trung rất nhiều người. Một số người thì hiện thần, một số người thì lại ẩn núp ở trong rừng. Nhìn thấy hắn xuất hiện, đám người xung quanh liền thở dài chán nản và tỏ vẻ bực bội. Thêm một người tới là thêm đồng đúc, xung quanh đã sắp không còn chỗ đứng nữa rồi. Ngay sau đó là sự xuất hiện của một con chim khổng lồ đậu trên không trung. Con chim này là tọa kỵ Phượng Thanh Nhi. Cô ta thản nhiên đứng trên lưng chim. Thực lực nữ nhân này không tầm thường. Nghe nói rằng cô ta có tỷ lệ trở thành các chủ cao nhất trong lớp trẻ của phòng lôi các phía đông. Được biết, bên trong dãy núi Thiên Mộ có năng lượng triều tịch áp chế, cường giả trong tông môn không thể viện trợ, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân. Trên người cô ta có bảo vật che giấu khí tức, nên hắn không thể nhìn thấu được tu vi. Chỉ cần cô ta không gây sự thì hắn cũng không muốn đi trêu chọc. Ngoài đám người phòng lôi các phía đông thì ba phía còn lại cũng phái thiên tài đến tham gia. Từ điều này liền có thể thấy được trận tranh đấu ở huyết đàm lần này sẽ rất náo nhiệt. Tuy nhiên, Phương Thanh Nhi lại cực kỳ kiêu ngạo, cô hoàn toàn không đánh giá cao những thiên tài khác. Cũng nghĩ rằng Tiêu Viêm chỉ dựa vào ngoại lực mới thoát khỏi tay Phí Thiên. Một khi tiến vào bên trong, mọi người chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình, cho nên Tiêu Viêm sẽ chẳng là gì cả. Rất nhanh sau đó, cánh cổng tiến vào Thiên Sơn huyết đàm cũng mở ra. Vô số thiên tài cùng nhau bay lên không trung để sẵn sàng xông vào. Cảnh tượng trước mắt quá hùng vĩ, khiến cho hắn thán phục. Ở Sa Mã Đế Quốc, cường giả đấu hoàng đều có thể xưng bá một phương, nhưng ở đây thì khác, đấu hoàng nhiều như đi chợ vậy. Hắn cũng rất muốn biết bản thân mình trong lớp trẻ Trung Châu rốt cuộc có thể đạt tới vị trí nào. Tất cả mọi người đồng loạt bay về phía cánh cổng. Phượng Thanh Nhi mặc dù đi sau, nhưng tốc độ cô ta lại cực kỳ nhanh, chỉ trong thoáng chốc đã vượt lên trước dẫn đầu. Tưởng rằng cô nàng này sẽ là người đầu tiên xông vào, nhưng ai ngờ Tiêu Viêm lại gia tăng tốc độ vượt lên trước. Cô ta tức giận phóng ra công kích ngăn cản. Tiêu Viêm sử dụng Tam Thiên Lôi Động tránh né. Điều này cũng vô tình giúp Phượng Thanh Nhi nhận ra lai lịch của hắn. Thế là cô ta đuổi theo và đến tận nơi, sử dụng pháp bào để tấn công. Tiêu Viêm sử dụng dị hỏa ngăn cản. Sau màn chào hỏi bằng vũ lực thì hai bên cũng dừng lại để nói chuyện. Rất nhiều người xung quanh bay tới để hóng chuyện. Bây giờ không phải lúc để chiến đấu một mất một còn, nên Phượng Thanh Nhi chỉ buông lời thách thức. Chờ sau khi hắn đến được huyết đàm thì sẽ giải quyết những ân oán cũ này. Điều kiện đầu tiên là hắn có thực lực đến được nơi đó hay không. Nói xong liền rời đi, đám người xung quanh thấy vậy liền hụt hẫng. Tưởng rằng sẽ được xem màn đánh nhau to, ai ngờ thất vọng rồi. Ngoài các thiên tài Trung Châu đến tham gia tranh đoạt, thì lần này còn có một gương mặt rất quen thuộc, đó chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Không gian xung quanh đều bị sương mù bao phủ, phương hướng không nhìn rõ, bản đồ mà hắn mua trước đó căn bản không thể sử dụng. Trong lúc hắn còn đang không biết nên di chuyển hướng nào để tìm Thiên Sơn huyết đàm, thì bất ngờ nghe được tiếng gầm của ma thú. Tiến lại xem thì phát hiện một tên thanh niên đeo kiếm đang giao thủ với một con ma thú cấp 6, tương đương cảnh giới đấu hoàng.
Thực lực tên thanh niên này rất mạnh, chỉ với một lần rút kiếm đã chém đôi con ma thú, tốc độ rút kiếm cũng quá nhanh rồi. Gã ta cũng phát hiện ra sự có mặt của Tiêu Viêm. Thế là hắn ta ra ngoài chào hỏi, tên kia tự giới thiệu mình là Đường Ưng, thiên tài của Thiên Tuyển Kiếm, đối thủ đáng gờm của Phượng Thành Nhì. Gã cũng đã nghe đến danh của Tiêu Viêm, đồng thời còn muốn sắp tới sẽ hợp tác. Tiêu Viêm lại tiếp tục lên đường, hắn đành phải dựa vào nơi phát ra năng lượng để di chuyển. Sau một thời gian mò mẫm thì hắn lại nghe được tiếng giao thủ. Người bị vây công chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Cô nàng này lấy được một món bảo vật là Thông Linh Bạch Hổ nên bị nhiều người truy sát. Thực lực kẻ địch mạnh mẽ, số lượng lại đông đảo, Nạp Lan Yên Nhiên bị vây khốn. Tiêu Viêm phải ra mặt hỗ trợ. Sự có mặt của hắn làm cho đám người bên kia tức giận. Bọn chúng yêu cầu hắn đừng xen vào chuyện bao đồng. Tiêu Viêm trực tiếp mỉa mai ngược lại. Tiếc rằng còn chưa kịp có trận chiến nào thì tập phim đã khép lại. Hẹn gặp lại các bạn trong các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, theo dõi. Xin chào.